Hello mọi người, chào đón mọi người đến với kênh của Khắc Công. Thì hôm nay Khắc Công xin khoe với mọi người là Khắc Công mới mua Lamborghini Veneno. Bản Veneno là bản đặc biệt, chỉ sản xuất 14 chiếc trên toàn thế giới, với giá 251. Mời các bạn xem nhé. Hello anh em, xin chào anh em, chào đón anh em đến với kênh của Khắc Công. Thì Khắc Công mới tậu em siêu xe Lamborghini Veneno. Veneno, không phải Veneno. Ở Miniso Time City với giá 215.000. Cùng đập hộp nó với Khắc Công nhé mọi người. Đầu tiên mở keo ra. Để cho mọi người xem xung quanh đã trước khi khui. Đấy em nó đấy. Veneno. Lamborghini Veneno. Khui nha. Thôi. Siêu xe xuất hiện nào. Còn vẫn đang còn ốc vít gắn ở dưới luôn các bạn ạ. Úi trời ơi, làm kỹ thế. Chưa cho tháo ra đâu, cố định xe là có ốc vít ở dưới luôn. Cho cái bơm xăng này chứ. Hai vãi chưởng. Để Khắc Công mở ra anh em xem nhá. Bốn con ốc. Hai con rồi. Kinh, đúng là về Lamborghini làm cực kỳ thế. Ốc ít cố định đàng hoàng. Chiếc này không sắt nha mọi người. Lamborghini Veneno ra rồi, ra rồi. Ngoài chiếc này là chiếc siêu hiếm luôn. Giá bây giờ là không mua được, mua là phải tầm 10 triệu đô. Cho anh em xem xung quanh nhá. Mua thôi, phải mua hàng limited. Phiên bản giới hạn. Để mai Khắc Công mua pin bỏ vào cho anh các em xem nó đi thế nào nhá. Hôm nay còn có động cơ pin nữa cơ. Em nó đã được bỏ pin vào rồi nhé mọi người.
lấy pin là vất vả phết, còn có cả một cái ốc này để lắp lại luôn này, lắp pin vào. Để sử dụng cũng cầu kỳ phết, để phải lấy cái đổ xăng ra. Đấy, đây là cái đổ xăng này mình phải lấy ra. Thì cạnh các keo các kiểu rồi cũng đã lấy được một cái vòng tròn móc chìa khóa, đây một cái đổ xăng rồi, có cái đổ xăng này là khởi động được xe rồi. Em xem nhé, đổ xăng vào xe nào, ghê quá. Ghê chưa? Lại nhá. Đổ xăng. Chỉ đi được có nhiêu đó thôi. Hay phết, khá là hay. Khá là hay. Cảm ơn các anh em đã ủng hộ kênh của Khắc Công, đã xem kênh của Khắc Công. Mong anh em cho Khắc Công một like, một share và một sub kênh nhé. Tạm biệt mọi người. Nhớ like, share và sub nhá. Bye.